Xin chào quý khán giả xa gần. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video hôm nay thì Xuân Mỹ trở lại tiếp tục cập nhật đến quý khán giả những nội dung liên quan đến cầu Gò Công và những tin tức khác ha cả nhà. Và như thường lệ thì Xuân Mỹ sẽ cập nhật kênh Hồ Văn Cường Official trước. Kênh Hồ Văn Cường Official thì vẫn hôm nay vẫn là 144.000 sub cả nhà. Đây, 144.000 sub ha. Mong mọi người là tiếp tục ủng hộ cậu Út Gò Công và vận động người quen, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em đăng ký kênh cho Cường. Và thương lắm cả nhà ơi, vừa qua thì Xuân Mỹ cũng gặp một số cô khán giả là chỉ biết là nhờ con nhờ cháu làm những cái thao tác vô YouTube ủng hộ kênh Cường chứ cũng không biết tự đăng ký nữa, nhưng mà nghe ngày nghe đêm luôn đó cả nhà. Và cái tuyển tập một lần dang dở thì 58.000 lượt, rồi giấc ngủ đầu nôi thì 55.000, tuyển tập giấc ngủ đầu nôi thì 39.000 lượt, bài cổng mẹ hát bên mây thì 38.000 lượt, nửa đêm ngoài phố thì 40.000 lượt, bài chờ đông thì 100.000 lượt, và cái bài và playlist tuyển tập cổng mẹ thì 44.000 lượt, playlist buồn con sáu sậu thì 77.000 lượt, bài cổng mẹ audio thì 320.000 lượt. Cái bài đó thu rất là hay cả nhà. Và bài khúc hát ân tình thì hôm nay lên 943.000 lượt rồi. Như vậy là còn 57.000 lượt nữa nghe cả nhà. Đó, quá trời. Đây. 943 còn 57.000 lượt nữa nha cả nhà, thì là 1 triệu view. Mong là khán giả xa gần tiếp tục ủng hộ để cho cái bài hát này nó lên triệu view ha cả nhà. Bởi vì nghe nhạc của Cường giúp tăng tăng view, vận động mọi người đăng ký kênh thì giúp tăng sub trên kênh của Cường, giúp tăng view, nhưng mà quan trọng là giúp cho kênh tăng tương tác giữa kênh Hồ Văn Cường Official và khán giả, cũng như là tăng cái doanh thu trên YouTube cho Cường ha cả nhà. Đó, đó là nói về kênh của Cường, cập nhật kênh của Cường. Rồi, tin tức tiếp theo sẽ được cập nhật trang Đại học Hoa Sen. Đại học Hoa Sen thì đang diễn ra cái talk show. Bạn thích kinh doanh nhưng chán ngán những con số trên giấy, bạn tò mò về cách các sàn thương mại điện tử vận hành, muốn biết vì sao Shopee lại tạo ra những doanh thu khủng với những giao dịch nổ đơn liên tục, hay dịch vụ bán hàng 2 giờ của Tiki có gì đặc biệt. Vậy nên bắt đầu từ câu lạc bộ HSEC xin được gửi đến mọi người một cái sự kiện, đó là các bạn sinh viên cùng học sinh cấp 3 đang muốn tìm hiểu về ngành thương mại điện tử. Ngành học đang dẫn top đầu trong 10 ngành có mức lương hot hòn hợp nhất hiện nay. Buổi workshop thì cung cấp cho các bạn góc nhìn đa chiều về cái ngành học đầy triển vọng và các xu hướng về nhân lực cũng như yêu cầu về kỹ năng sau khi tốt nghiệp, do thạc sĩ Nguyễn Quang Minh, giám đốc chương trình ngành thương mại điện tử của Đại học Hoa Sen, anh Wilson Nguyễn, CEO Nest Academy, chị Phương Lê, Country Digital Air Commissary Clicker Bay Giao Việt Nam. Và đây là Xuân Mỹ xin cho mọi người xem. Mọi người theo dõi ha, cái phần trình diễn của thạc sĩ Nguyễn Quang Minh nha.
không có máy thì sao? Đúng không? Nếu mà chúng ta cái đối tượng khách hàng của chúng ta mà nhắm đến là những cái người mà thích animation thì sao? Đó là thì cũng là mạng thiết kế, chúng ta giỏi những cái ứng dụng AI này là thì chúng ta phải thiết kế những cái vận hàm đó. Thân tiếp nào đạt follow cao nhất thì như là 30 triệu nếu mà thể nếu không là 30 triệu follow em. Đó. Bây giờ đó là một phần mà chia sẻ của Thạc sĩ Nguyễn Quang Minh sơ lược về cái sàn thương mại điện tử và những cái lưu ý khi mà thiết lập một cái sàn thương mại, ví dụ như bán hàng online thì thầy nói mình phải chuẩn bị cái gì. Rồi các cái công việc sau khi ra trường thì là các cái chuyên gia thiết kế nội dung chuyển đổi, rồi nhân viên thiết kế thương mại. Nói chung là chúng ta cũng phải chuẩn bị giống như thành lập một cái doanh nghiệp cả nhà, nhưng mà thay vì thành lập doanh nghiệp ở ngoài có trụ sở, có giấy phép kinh doanh, có sản phẩm chuẩn bị, có con người, có quản lý nhân sự, thì đối với thương mại điện tử thì cũng chúng ta cũng chuẩn bị y như vậy, nhưng mà chúng ta chuẩn bị trên mặt làm mạng, hệ thống mạng, và chúng ta có website, có phần mềm, có, nói chung là chúng ta xây dựng một cái chương trình trên hệ thống mạng điện tử đó, như vậy đó cả nhà. Đó là thông tin của trường đại học Hoa Sen. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào trang fanpage Hồ Văn Cường fanpage để Xuân Mỹ cập nhật cho cả nhà. Thì trang này hôm bữa cũng có dẫn live stream của các bạn kênh Hồ Văn Cường fan club để cái show ở Hà Nội nè cả nhà. Đây ha, mọi người nhớ ha, đây có cái phần live stream và đây là cái trang fanpage như Xuân Mỹ giới thiệu với mọi người là 6.000 lượt theo dõi nè. Thì đây là cái địa chỉ mail, Hồ Văn, contact Hồ Văn Cường a@gmail.com. Đây là cái địa chỉ mail để nhận show. Các cái doanh nghiệp tổ chức bầu show, cá nhân nào mà muốn mời Cường thì gửi mail vô đây, Cường sẽ check mail ha. Rồi như Xuân Mỹ chia sẻ thì hôm qua trên trang Hồ Văn Cường Fan Club, các bạn FC đã thông tin về hình ảnh của Cường chụp cùng các bạn fan club, nhưng mà có một cái tấm hình mà cả fan club truyền tay nhau. Người ta nói bông lúa chín là bông lúa cuối đầu, một cái nghĩa cử, một cái sự khiêm tốn khiêm nhường. Trong cuộc sống càng thành công thì càng phải cúi mình và khiêm tốn hơn. Thì các bạn Hồ Văn Cường Fan Club hôm qua cũng đăng một cái tấm hình. Tấm hình này thì S không cần để cáp, nói về một bắt tấm ảnh, bắt một cái khoảnh khắc của Cường. Bông lúa chín là bông lúa cuối đầu, cuối gặp 90 độ. Cảm ơn tình cảm của khán giả xa gần đã đến Hà Nội ủng hộ show của Cường. Hình ảnh này thì chúng ta bắt gặp rất là quen đối với những người Nhật, Nhật và người Hàn. Họ có cái văn hóa cúi chào nhau, sếp chào nhân viên và nhân viên chào sếp, rồi nhân viên chào khách hàng. Đó, thì hôm nay Cường cũng đã làm như vậy. Không cần nói gì thêm, một bức ảnh đã nói lên tất cả, tức là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Con có được ngày hôm nay, con đã có được một những cái show diễn thành công, đó là nhờ sự động viên, sự ủng hộ, tình cảm của khán giả xa gần dành cho con đó, cho nên là con cúi đầu cảm ơn. Rất là đẹp ha cả nhà, một bức ảnh đẹp trong tổng thể những cái bức ảnh đẹp của show diễn 2 tháng 7 ở tại Hà Nội, rạp Đại Nam. Đó, cái bức ảnh này là bức ảnh
Nhiều người sẽ nói là tấm ảnh này cũng thường thôi, hành động nghĩa cử này cũng thường gặp ở các cái trung tâm thương mại, các doanh nghiệp, các công ty. Nhưng mà đối với Cường thì Xuân Mỹ nghĩ là con đã làm được những cái điều mà một người nghệ sĩ trước giờ thì ta chỉ gặp cúi đầu, người ta chào một cái là người ta ngẩng lên, còn cái này là cúi gặp người 90 độ luôn, là phải có cái suy nghĩ rất là sâu sắc, phải sự nỗ lực, phải nghĩ cho người khác nhiều, tức là phải phải khiêm nhường mình lại để nâng cái tầm, nâng cái vị trí vai trò quan trọng của người mà mình của người đối tác mình lên. Mà đối tác của Cường ở đây là ai? Là khán giả, đúng không cả nhà? Có khán giả đến xem thì ánh đèn sân khấu mới sáng và người nghệ sĩ mới có đất diễn, đúng không cả nhà? Có khán giả xanh đột chuối khắp mọi miền đất nước, từ trong ra ngoài nước mà tập trung về xem show đông đảo thì mới có sold out vé, và có sold out vé thì bầu show mới mời ca sĩ thêm những lần sau, những show sau nữa, để cho ca sĩ có đất diễn. Có đất diễn thì có nguồn thu thì cuộc sống nó sẽ ổn định. Nó là cái vòng tuần hoàn như vậy. Cho nên là con cúi đầu đây là một cái lẽ thường của cái người mà được sự hỗ trợ để cho mình, cho tên tuổi của mình sống sống trong lòng khán giả. Thì cái hành động này, hành động, một cái nghĩa cử đẹp, nhiều trong mắt nhiều người đã thấy thường ở Hàn Quốc, ở Nhật, ở nhiều nơi thì người ta đã cũng thực hiện cái văn hóa cúi chào này rất là lâu rồi. Nhưng cúi chào mà gặp người 90 độ này thì người Nhật là người mà dẫn đầu trong cái việc này, thì Cường đã làm được. Cường đã học được cái văn hóa này và đã thực hiện ở tại show diễn 2 tháng 7 ha cả nhà. Rất là đẹp. Và một cô khán giả đã có nói như thế này. Một cô khán giả đã nói như thế này. Cô nói là đại gia đình xanh đột chuối không sai, không lầm khi hết mực yêu thương, sẵn sàng bảo vệ Hồ Văn Cường trong mọi hoàn cảnh. Rất hạnh phúc khi con trai từng bước khẳng định bản thân, đáp ứng kỳ vọng của đại gia đình xanh đột chuối, là sự chuyển mình rõ nét qua từng show diễn đầy ấn tượng, đánh dấu bước ngoặt trong đời. Cảm ơn con trên cả tuyệt vời. We love you forever. Tức là ngày càng trưởng thành hơn và khẳng định vị thế của khán giả ở đâu. Chứ không phải là khán giả cần mình rồi đến xem mình, không phải. Ở đây là mình cần khán giả. Cái bức ảnh này đã nói lên điều đó. Mình cần khán giả. Mình cần khán giả cho nên mình mới là có khán giả đến đây. Mình mới có cơ hội. Có khán giả đến rạp thì rạp mới sáng đèn. Rạp sáng đèn thì nghệ sĩ, ca sĩ mới có cơ hội biểu diễn, thể hiện cái tài năng của mình đến với công chúng. Và ngược lại, mình nhận lại được những cái nguồn thu cho cuộc sống của mình. Cuộc sống nó là cái vòng tuần hoàn như vậy cả nhà. Tức là như vậy là con đã là đáp lễ, con đã đáp lễ một cách chân tình, thiết tha. Coi như là cảm ơn khán giả xa gần đã đến đây ủng hộ con. Là những cái show diễn qua, tức là hơn một năm qua, đánh dấu sự trở lại của Cường sau những cái biến cố ồn ào, thì con đã làm được, con đã từng bước khẳng định mình. Rất là nhiều người, đúng không cả nhà, ngay cả trên trang Đại học Hoa Sen, rất là nhiều lần khi mà Xuân Mỹ cập nhật tin tức Đại học Hoa Sen thì bên Đại học Hoa Sen cũng có cái câu sau: đừng so sánh các bạn Đại học Hoa Sen, và những thầy cô cũng nói với nhau: đừng so sánh bạn với bất kỳ ai, mà hãy so sánh bạn với chính bạn ngày hôm qua. Tức là Cường đã hơn ngày hôm qua rất nhiều, Cường của ngày hôm nay đã hơn ngày hôm qua rất nhiều đó cả nhà. Đó là nói ở góc độ đó đó. Xuân Mỹ chỉ hôm nay phân tích với cả nhà tấm ảnh như vậy, và những cái bức ảnh đây là những bức ảnh khi mới vào cái rạp thì các bạn fan club chụp đăng nè đó.
Đó, cả nhà thấy không? Phủ xanh luôn, kính gạp hết. Và hôm đó thì có khán giả đến, không có vé vào xem luôn đó. Có một số là khán giả là đến rạp nhưng mà không có vé luôn đó cả nhà, muốn vào xem nhưng mà không có vé luôn đó. Lúc này là còn một số ghế, là lúc này là Xuân Mỹ chưa vào nè, lúc này Xuân Mỹ còn ngồi ở ngoài ngoài trước cửa, ngồi dưới sảnh nè, ngồi dưới sảnh đợi Cường vô nè mọi người. Xuân Mỹ chị Xuân Mỹ bên trên trang Hồ Văn Cường Fan Club thì Xuân Mỹ xin chia sẻ như 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 vậy ha mọi người. Rồi hôm hôm bây giờ thì cập nhật cái liên quan đến thông tin báo chí ha. Báo chí thì viết nhiều rồi, viết rất nhiều. Hồ Văn Cường song ca cùng Ngọc Sơn, rồi ca khúc mới được tập rồi ha. Nhưng mà mới đây thì tối hôm qua thì trên trang South Star lại có giật một cái tích, một cái bài và giật cái tích kiếm nửa tỷ một đêm. Hồ Văn Cường vẫn bị chê khi hát cùng Bạch Công Khanh. Khi hát cùng Bạch Công Khanh hôm đó thì ai cũng biết rồi, cái âm thanh của nhà hát Bến Thành nó làm cho cái micro, điều đó nó cũng dẫn đến cái việc là fan cùng vận động để mua cho Cường một cái mic. Đây là bài viết của trên South Star ha mọi người, viết về cái việc hát cùng với Cường, hát cùng Bạch Công Khanh. Nhưng mà đây là cũng là cái bài báo này nó cái show diễn này nó qua rồi, nhưng mà Xuân Mỹ đọc cái nội dung này để Xuân Mỹ có một số ý kiến với khán giả ha, phản biện cái có ý kiến của mình. Mới đây một kênh nhạc đã đăng tải bài song ca của Hồ Văn Cường cùng Bạch Công Khanh. Ca khúc Con Đường Xe Em Đi nhận được chú ý từ cộng đồng mạng. Trong màn ca song ca này thì Cường và Bạch Công Khanh đã cho thấy sự ăn ý dù hiếm hoi kết hợp cùng nhau. Tuy nhiên phần thể hiện của Cường một lần nữa gây nhiều tranh cãi liên quan đến vấn đề giọng hát. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngán trước giọng hát của Cường, cho rằng nam ca sĩ phá giọng ngay sau khi dậy thì giọng hát không còn nội lực mượt mà. Trong khi đó thì một bộ phận khán giả dành sự thông cảm cho Cường cùng câu chuyện dở giọng này là điều không thể tránh khỏi từ trước nay. Khán giả yêu mến giọng hát của Cường đa số vì giọng hát mộc, tình cảm đậm chất miền Tây. Đợi Xuân Mỹ đọc hết rồi và ở đây thì báo cũng có trích những cái bình luận của khán giả ha. Báo cũng có trích những cái bình luận của khán giả để Xuân Mỹ đọc cho cả nhà nghe ha. Hát với anh chắc không dám cầm mic luôn. Hát vẫn hay mà, chắc vậy thì nên giọng không còn như trước, hay mà sao chê dữ vậy, ai chê vào hát thử coi, vỡ giọng thì không lấy lại được đâu. Cường hát, Cường mà tăng cân lên một chút nữa thì được, con cố lên nhé, mình thấy hay rồi. Và trước đó Hồ Văn Cường tổ chức thành công live show của mình ở Cần Thơ. Hình ảnh nam ca sĩ xuất hiện cùng quà tặng của khán giả người hâm mộ được chú ý. Và đáng chú ý trong đó phải kể đến bó hoa tiền 120 triệu đồng khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi độ chịu chơi của fan dành cho nam ca sĩ. Và cũng có chụp lại bó hoa, cũng có đăng cái hình Cường và bó hoa ha cả nhà. Rồi để Xuân Mỹ đọc. Tuy nhiên đây không phải là món quà duy nhất Cường nhận, mà trong đó FC của Cường, người hâm mộ đã cập nhật những cái món quà giá trị đến ca sĩ rất minh bạch. Theo đó thì tổng giá trị mức quà gửi đến Cường trong đêm đó tầm 500 triệu đồng. Nhưng mà cái này thì bài viết này thì cũng cũ rồi, và cũng cập nhật những cái bó hoa mới, những cái bó hoa trong show diễn. Có thể nói từ sau khi nhận được hậu thuẫn giúp đỡ của bầu Thụy, danh ca Ngọc Sơn, Cường đã bắt đầu có những khởi sắc mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Từ đây nam ca sĩ trẻ đã chăm chút hơn, và kể từ đầu năm 2023 tới giờ Cường có thêm một đội nữa, một đội am hiểu về âm nhạc giúp đỡ Cường ngoài anh Sơn. Cho nên là những show diễn gần đây cả nhà thấy
đội, vì anh Sơn thật sự mà nói anh Sơn cũng rất là bận rộn, không thể nào mà theo sát Cường tập cho Cường mỗi ngày được, cho nên các bạn trong cái đội âm nhạc này giúp Cường tập mỗi ngày. Con nói hát bài Hà Nội mùa vắng những cơn mưa là con tập ngày tập đêm là đúng đó cả nhà. Ví dụ như chiều học thì sáng tập, còn chiều sáng học thì chiều qua tập, còn chiều học thì tối qua tối tối tập, tức là tập mỗi ngày như vậy và tập y như cái phong thái trình diễn trên sân khấu ngày hôm 2 tháng 7 luôn, chứ không phải là đi lại rồi cầm mic rồi hát rồi đứng đó hát với nhạc công, mà là tập đi ra chào sao nói cái gì thì là tập luôn, tức là tập diễn một buổi diễn thực thụ mà tập xuyên suốt. Cái show của Hà Nội là tập xuyên suốt 2 tuần như vậy. Cho nên là coi như là con nhuần nhuyễn trong những cái bước diễn của mình và trong cái phần hát của mình. Coi như là theo Xuân Mỹ thì nhận xét thì đó là một cái show diễn thành công nhất trong cái chùm tour nha, trong cái chùm tour Mây Mây Lang Thang, là Mây Lang Thang Sài Gòn, hát ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ và cuối cùng là Hà Nội, ra thủ đô kết show, kết tour, kết cái tour đầu tiên ký với Mây, một cái show diễn đêm 2 tháng 7 thành công rất là rực rỡ luôn và để lại một cái dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ. Ai cũng là hít hà, chắt lưỡi khen, mỗi câu Cường nói ra thì ai cũng là hít hà, hài lòng, tức là rồi gặp thêm cái tấm ảnh cuối gặp người bông lúa cuối đầu này nữa thì đánh dấu cái sự trưởng thành rất nhiều của Cường trong từng show diễn của mình. Và Xuân Mỹ hy vọng cái show diễn ở Phan Thiết sẽ giúp con thành công hơn, trưởng thành hơn, về với miền biển, với miền Nam Trung Bộ nữa thì khán giả hãy chờ đợi ha. Thì anh bên Mây thì anh cũng đã nói rồi và Cường thì Cường cũng nói là để Cường sắp xếp đó. Còn cái bài báo này thì cũng phản ánh về cái vấn đề cũ thôi, cái show diễn của Cường ở tại Bến Thành thì từ đó tới giờ là Cường không có hợp tác với nhà hát Bến Thành nữa, và cũng từ đó thì bên các bạn mà bên fan fan một một số fan của Cường đã cùng đóng góp để tặng cho Cường cái mic đó cũng hay, nhưng mà hôm show Hà Nội thì là cái công ty này trang bị cái mic xịn quá cho nên là Cường không có hát cái mic mà fan tặng. Hy vọng là show Phan Thiết thì Cường hát cái mic fan tặng thì nó cũng hay, và thể hiện cái đáp lại cái tình yêu thương của khán giả dành cho Cường đó cả nhà. Thì con đã nỗ lực rất nhiều trong từng từng lời, từng chữ, từng lời, từng câu nói giao lưu, từng lời ca tiếng hát, con đã nỗ lực rất nhiều cho nên hiện bây giờ người ta đã khác nhiều so với cái show Bến Thành rồi, tức là sau 6 tháng sau Cường đã khác so với cái show Bến Thành rồi, nhưng đem cái đó ra, mà cái đó là do cái nhà hát Bến Thành trang bị cái âm thanh dở chứ không phải là do Cường hát dở. Không thể so sánh Cường. Cường bây giờ có cái giọng trầm và cái giọng đó, cái hơi nhả ra cũng dày, nó trầm, nó hát theo cái tông trầm bolero, nó khác với cái lãnh lót của cái tuổi thơ, nó khác hoàn toàn, hai giai đoạn tuổi đời nó khác nhau cho nên không thể so sánh. Cũng như là Cường đã có cái sự nỗ lực rất nhiều sau cái thời gian đi học mà đi hát nữa, cho nên là cái bài báo này cũng chỉ là cái trang điện tử này nhắc lại cái chuyện cũ cũng chỉ là nhắc để có bài báo thôi, chứ thật ra sự thay đổi của Cường ai cũng nhận ra hết, và cái buổi song ca, cái đợt song ca với Bạch Công Khanh Xuân Mỹ cho đó là cái sự cố âm thanh mà ai cũng nhận ra, và hôm đó có mấy bạn làm nhạc sĩ đi lại xem show của Cường nữa chứ không phải như người ta không có lộ ra, người ta ăn bận bình thường người ta lại đó người ta xem để người ta nhận xét cái phần người ta xem để ta theo dõi ta ủng hộ Cường, thì người ta về người ta nói cái đó âm thanh đó là lỗi của bên nhà hát Bến Thành chứ không phải là lỗi do cái giọng của Cường, và sau này người ta đã hỗ trợ Cường tập luyện, cả nhà thấy tập luyện trong từng cái bài hát luyến lái mà Xuân Mỹ nhấn đi nhấn lại cái bài Hà Nội mùa vắng những cơn mưa là Cường hát rất hay, lần đầu tiên tập mà như vậy là rất hay cả nhà đó. Đó là cái suy nghĩ
cái suy nghĩ, cái cảm nhận của Xuân Mỹ khi xem cái show diễn, cũng như là xem cái sự phấn đấu, sự trưởng thành của Cường sau này. Rồi mọi người mọi người vào trang Hồ Văn Cường Fan Club để rồi cô Hạnh Cao có một cái bài thơ mừng chúc mừng show 2 tháng 7 thành công ha, để Xuân Mỹ đọc cho mọi người nghe, rồi Xuân Mỹ chuyển qua phần tin xã hội. Mừng show 2 tháng 7 Đại Nam Hà Nội thành công rực rỡ, Úc về đây với thủ đô 6 tháng hoài mong mỗi mắt chờ, Đại Nam tưng bừng đông như hội, Hà Thành rạng rỡ nụ cười tươi, xanh chuối phủ xanh một góc trời, thương chàng ca sĩ tuổi đôi mươi, nắng hè rực rỡ trời oi bức, vé vẫn cháy xô nửa tháng rồi, trời xanh xanh chuối đẹp nhất đời, các bà các mẹ quá là vui, mỗi môi cười khăn áo thơm hương chuối, chờ đón giai cưng đó Cường ơi, bộ vest màu cam đẹp rạng ngời, nụ cười tỏa nắng nở trên môi, giai nhân nhà chuối ngân câu hát, trước khán phòng đông một biển người, tình bắc duyên nam trái ngọt bùi, Út Cường ca sĩ của lòng tôi, giọng ca trầm bổng sao yêu quá, nhớ nhà thì ít nhớ Cường thôi, hát về Hà Nội quá tuyệt vời, phượng hồng tô thắm những làn môi, Hà Nội mùa này cơn mưa vắng, da diết bâng khuâng một khoảng trời, quà hoa tặng Út đẹp hết lời, fan từ hải ngoại xứ xa xôi, khắp miền đất nước Trung Nam Bắc gửi đến Út cưng một biển trời, với bao ca khúc thấm tình đời, Út Cường tâm huyết lắm người ơi, học hành ca hát thương con quá, tuổi trẻ tài cao sáng ngời ngời, hạnh phúc là đây giữa đất trời, Đại Nam Hà Nội bóng gương soi, Út cưng giai đẹp nhà xanh chuối, con đường ca hát một trời thương. Và chị ấy kèm theo ba bức hình đây đó ha, bài thơ rất là cảm động, chúc mừng sự thành công của Cường đó. Đó là một trong những cái tấm lòng của khán giả dành cho Cường. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ chuyển sang tin xã hội ha. Để cập nhật cho cả nhà. Nữ quái lừa tiền khán đây đăng trên báo Pháp Luật Đời Sống. Đối tượng Nguyễn Lan Anh sinh năm 90 ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây nè cả nhà thông tin ha. Rồi vụ việc như thế nào, đây là đối tượng bị khởi tố nè, vụ việc như thế nào để Xuân Mỹ đọc ha. Cụ thể, từ đơn tố giác của 7 công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tố cáo Nguyễn Thị Lan Anh đã chiếm đoạt của 7 người số tiền là 112 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành điều tra xác minh bước đầu, do vay nợ tiền của nhiều người và không có khả năng trả nên Nguyễn Thị Lan Anh đã nảy sinh ý định tìm cách chiếm đoạt tiền của người thân. Khoảng cuối tháng 5 2022, Lan Anh nói với bà Y ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên là đang liên kết làm bên bộ phận đáo hạn cho ngân hàng, một số ngân hàng trên địa bàn nên cần rất nhiều tiền để chứng minh tài chính, thành lập phòng giao dịch và làm đáo hạn khoản vay, với lời hẹn mỗi lần làm hồ sơ thì Lan Anh sẽ trả tiền gốc cho bà Y theo từng hồ sơ khoản vay với lãi suất 3.000 đồng đến 10.000 đồng trên 1 triệu trên một ngày. Đối tượng lừa đảo này đã khiến bà Y tin và cho vay. Đến khoảng 26 tháng trong khoảng tháng 5 đến tháng 6, bà Y chuyển cho Lan Anh tổng cộng trên 74 tỷ đồng. Số tiền vay được Lan Anh không sử dụng làm đáo hạn cho khách mà sử dụng toàn bộ số tiền trả nợ gốc lãi cho những đối tượng mà hắn cho những người mà Lan Anh đã vay trước đó. Quá trình điều tra xác minh thì sau mỗi khoản vay thì Lan Anh lại vay tiền của người khác để trả bớt tiền gốc kèm theo lãi của bà Y. Tổng số tiền mà Lan Anh trả cho bà Y trên 49 tỷ đồng. Đến nay số tiền còn nợ không có khả năng thanh toán là 25 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu xác định thủ đoạn tương tự như trên. Trong khoảng thời gian từ 2022 đến tháng 6 2023, Lan Anh đã vay tiền chiếm đoạt của một số người khác, tổng số tiền là 112 tỷ đồng. Ngoài ra, tại thời điểm Nguyễn Thị Lan Anh đưa ra thông tin liên kết với các ngân hàng đáo hạn cho khách để vay tiền, Lan Anh không làm cho bất kỳ ngân hàng nào, không làm gì để có tiền và đang nợ của nhiều người đó. Cả nhà thấy không, đang nợ mà còn đi lừa được đó, nhiều người tin tưởng, cả nhà thấy không, chỉ có cái miệng thôi, có cái miệng thôi mà lừa được cả trăm tỷ cũng hay ha cả nhà. Đó, Xuân Mỹ nói rồi, làm gì cũng làm ăn chân thực, làm ăn chân thực ha, làm bằng cái tâm và phải đúng luật đó, không thể mà ngồi xổm trên pháp luật được. Đó là cái thông tin mà Xuân Mỹ muốn cung cấp cho khán giả. Và khán giả video của Xuân Mỹ thì đến đây là kết thúc. Trước khi kết thúc thì Xuân Mỹ muốn nhắc lại mọi người là nhớ vào đây ủng hộ kênh của Cường và đẩy cái bài khúc hát ân tình lên đạt 1 triệu view để tăng tăng doanh thu cho Cường và tăng tương tác giữa Cường, kênh của Cường với khán giả xa gần nha cả nhà. Xuân Mỹ thì cũng xin cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ. Và hôm qua thì Xuân Mỹ có hát bài Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, cũng có nhận được lời khen, cũng có người chê, nhưng mà ai chê thì tùy, không thích nghe thì thôi, nhưng mà Xuân Mỹ thích hát thì Xuân Mỹ hát vậy thôi. Đó là cái bài mà đồng cảm với ca sĩ Hồ Văn Cường đã hát ở tại sân khấu Đại Nam, và đó là một trong những cái bài mà Xuân Mỹ yêu cầu và được thực hiện, thì Xuân Mỹ rất là vui và tự hào vì điều đó, bởi vì mình cũng biết hát bài đó và cũng muốn đóng góp chút xíu vui văn nghệ vui cho quý khán giả xa gần, thế thôi, chứ không có phải là so sánh mình với ca sĩ nào khác, tức là mình chỉ hát khả năng mình được tới đó cho gửi đến tặng cho khán giả xa gần. Đó, đó là cái mong mỏi của Xuân Mỹ. Rồi bây giờ Xuân Mỹ xin kết thúc video và chúc mọi người có bữa trưa ngon miệng. Nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.